Gần 15 năm làm cán bộ tư pháp hộ tịch, anh Nguyễn Tuấn Bình, cán bộ bộ phận một cửa xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Qua những buổi bám nắm địa bàn hay trực tiếp giải quyết công việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhiều vấn đề tồn tại hạn chế tại các khu dân cư đã được anh tham mưu để cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời giải quyết. Qua đó đã tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần tích cực xây dựng chính quyền thân thiện tại cơ sở. Một buổi tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại thôn Cao Sơn, xã Kim Sơn. Nhiều nội dung về luật hôn nhân và gia đình, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã được anh Nguyễn Tuấn Bình tuyên truyền phổ biến đến bà con một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Cán bộ nói cho con khi chưa đủ tuổi thì không được làm đăng ký kết hôn. Con cháu sinh ra cũng không làm được giấy khai sinh, lại ốm đau bệnh tật, đói nghèo. Tôi cũng hiểu, cũng về bảo ban cho con cháu hiểu, không cho con cháu lấy vợ, lấy chồng sớm. Cùng với bám nắm địa bàn cơ sở, anh Bình dành phần lớn thời gian để hướng dẫn, giúp bà con giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã. Với phương châm chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, anh cũng luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, áp dụng số hóa để giải quyết nhanh gọn các thủ tục cho người dân. Khi đăng ký khai sinh ở trên dịch vụ công quốc gia đấy, em thấy là rất thuận lợi ạ. Bởi vì em không phải xuống công an xã để em đăng ký hộ khẩu cho con nữa, và cũng không phải xuống y tế, trạm y tế để làm giấy bảo hiểm y tế cho con nữa. Ngoài cái việc mà nắm vững về chuyên môn, trong cái quá trình giao tiếp với người dân thì chúng tôi cũng chia sẻ cũng như về cái cách làm việc, làm sao cho người dân cảm thấy rằng người cán bộ là cái người phải gần gũi nhất và hỗ trợ được người dân tốt nhất. Xây dựng được đội ngũ cán bộ chính quyền thân thiện, chuyên nghiệp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính là mục tiêu xã Kim Sơn hướng đến. Kết thúc năm 2023, 100% thủ tục hành chính tại địa phương được giải quyết đúng quy định và đúng hạn. Hàng tuần thì đều là tổ chức các cái hội nghị giao ban và nghe các đồng chí cán bộ công chức báo cáo lại cái quá trình vướng mắc giữa người dân đến gặp các cán bộ công chức để giải quyết các cái thủ tục hành chính trong ngày. Và đối với lại cán bộ công chức của xã thì cũng đã nêu cao cái tinh thần trách nhiệm về giải quyết các cái thủ tục, đặc biệt là gắn liền với cái sự thân thiện giữa người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa, và cũng hướng dẫn tận tình để cho người dân nắm được các cái quy trình, nắm được các cái thủ tục. Đẩy mạnh xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm như anh Nguyễn Tuấn Bình đang giúp huyện Bảo Yên từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, từ đó tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Bảo Yên xác định đây là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.